Xin chào mọi người, hôm nay gia đình mình đi qua bang khác chơi, tiểu bang Idaho. Thì sẽ quay cảnh, nếu có cảnh đẹp sẽ quay cho mọi người xem. Đây là tiểu bang Idaho, nằm ở hướng bắc bang Utah của mình. Từ chỗ phố muối chạy lên đây cũng khoảng một tiếng rưỡi. Bây giờ mình đã vô bang khác rồi đây. Bây giờ trời ngoài đang mưa, ở dưới chỗ mình thì có tuyết. Bắc thương mấy được tới cái thác nước đẹp. Wow, lúc tới rồi đây. Wow, look at that. What is going on down there? What? Geysers. It's not a geyser. It's a waterfall. Yeah. The water keeps splashing that a little bit of the water rises up. The water splashes like wow. You're Dexter. Hear this. Đây tí xíu nữa hay là xuống xuống dưới kia nữa. Đây được chưa? Đây, thác nước đây mọi người ơi, đẹp quá. Okay, let's go. Dexter, let's go. Mom, Dexter wants to go. Yeah, they're not right, I... Ê Đạt, đi xuống đi, Ê Đạt. Rồi, go, go, it's okay, go. Nước đẹp cực kỳ luôn. Gió hơi lạnh. Oh, sorry. Đây mọi người, đây đằng sau mình là đẹp không ly nè Ê Đan. Chú đâu, chú xuống à? Đẹp quá cô hả? Thank you.
máy bay, thác nước. In 600 feet, slight right onto Champlin Road, Shoshone Falls Grade. Take the next right onto Champlin Road, Shoshone Falls Grade. Còn 100 cây số nữa thì sẽ tới đích, tới thành phố Boise, thủ phủ của tiểu bang Idaho. Con đường này thì đi nó cũng thoải mái, nó không có giống đường ở bên Cali, California, nó đông xe, bên đây thì xe nó ít lắm, chạy thoải mái. Trên kia xe lửa đang chạy bên trên.